Bạc rung quá rồi. Anh thấy em đẹp không? Cũng đẹp. Cũng đẹp ha. Vậy là không đẹp rồi. À, em ví dụ thôi nha. Cái người ngồi đây không phải là em, mà là một cái cô gái khác. À, trong cái quá trình trò chuyện á, thì anh rất là thích cô đó. Và anh ngủ trong lòng anh sẽ bấm nút chọn cô đó. Nhưng mà anh cảm giác á, là cô đó không có sẽ không bấm chọn anh. Vậy thì cuối cùng là anh có bấm nút chọn cô đó hay không? Để em muốn xem là anh có phải là một người đàn ông bản lĩnh hay không. Em thích rất là thích ăn kem. Thì anh thấy là em có trẻ con không? Bê bác là cùng chẳng phải làm dâu. Con thích chứ thì con làm, mà không thích thì ở riêng. Đất đai thì có. Nói chung thì hai đứa ở đâu bạn? Xin chào anh Quyền Linh. Chào em. Chào chị Cát Tường, chào quý vị khán giả. Chào bạn nữ bên cạnh. Em xin tự giới thiệu, em là Đặng Bá Tùng. Năm nay 31 tuổi. Em đến từ Đồng Nai. Hiện tại cũng đang làm việc ở Đồng Nai luôn. Em làm công việc gì Tùng? Dạ em làm bảo trì. Rồi tới phiên mình, bạn nữ. Đầu tiên em xin gửi lời chào đến chị Cát Tường, anh Quyền Linh, tất cả quý vị khán giả có mặt trong trường quay và bạn nam bên kia hàng rào hoa hồng. Trước khi giới thiệu về bản thân mình thì em xin tặng chương trình một bài thơ nhỏ mà em tự làm. Rồi. Cảm ơn bạn muốn hẹn hò cùng ông Mai bà mối Quyền Linh Cát Tường. Không chỉ vui vẻ dễ thương, lại còn duyên dáng kết xe duyên lành. Chúc chương trình ngày càng nhiều người đồng hành, xe nhiều duyên mới tiếng lành đồng xa. Rồi, thay mặt chương trình cảm ơn em. Bây giờ thì mình có thể giới thiệu về mình. Em xin tự giới thiệu, em tên là Ngọc Diễm. Năm nay em 26 tuổi, em sinh ra và lớn lên tại thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại em sinh sống và công tác tại quận 7. Công việc hiện tại của em là chuyên viên R&D, chuyên nghiên cứu và phát triển sản phẩm thuộc lĩnh vực thực phẩm. Điểm mạnh điểm yếu của em? Điểm mạnh của em là em vui vẻ, hoạt bát, em rất là hài hước. Nếu như mà ai mà quen biết em thì nói chuyện với em từ đầu đến cuối là em sẽ là bao vui, bao nhây, bao lầy, giống như cơm bao no. Bữa nay lát em làm sao em bao vui cho anh đó giùm chị nha. Dạ, bên cạnh đó thì em là người phụ nữ của gia đình. Em biết nấu ăn, chăm sóc nhà cửa. Nói chung là việc chăm sóc gia đình thì hoàn toàn là đối với em không có vấn đề gì cả. Chăm chỉ siêng năng và em gọn gàng, sạch sẽ, ngăn nắp. Thấy mình đó ổn nha, đàn gái ổn đó. Dạ, thấy có vẻ hoàn hảo đấy. Còn em? Ưu điểm của em lớn nhất là em có cái tính ham học hỏi á. Em cũng biết chơi thể thao, có thể hát được ạ. Khuyết điểm thì em hơi nhát với bạn gái. Em hay xuống thành phố Hồ Chí Minh không? Dạo trước thì em học thì em cũng lên xuống nhiều, như giờ về giờ làm thì cũng ít lên. Rồi bây giờ nếu quen bạn gái trên thành phố thì mình sắp xếp như thế nào để mình hẹn hò? Tuần lên lần được chị Cát Tường ơi. Tuần lên lần được không em? Dạ được chị. Không, bây giờ đường xá cũng đi nhanh lắm. Em có mấy mối tình rồi? Dạ em có 2 mối tình rồi anh Linh. Dạ người thứ hai thì tình cảm dần dần nó nhạt nên là chia tay. Lý dạ, do sao nhạt? Bạn gái có người khác chị Cát Tường ơi. Còn bạn gái bên kia? Dạ em cũng trải qua 2 mối tình rồi chị. Mối tình đầu tiên thì là lúc em còn là sinh viên. Chia tay là tại vì trên là tuổi tác quá lớn. Ảnh hơn em gỡ hơn 10 tuổi chị. Là bên này là hơn em, như em biết không? Dạ ảnh hơn em 5 tuổi. Được không? Dạ được. Mối tình thứ hai thì em chia tay cách đây khoảng hơn 1 năm. Dạ quen nhau cũng khoảng 6 tháng. Làm cái việc gì thì em cũng có một cái kế hoạch trước. Em thích đặt cái kế hoạch trong cuộc sống của mình. Còn ảnh thì ảnh suy nghĩ hơi đơn giản. Khó tìm được tiếng nói chung với nhau trong cái sự trao đổi. Chị thấy em là một người rất là quyết đoán và đâu đó rõ ràng. Dạ, đúng không? Dạ đúng rồi. Mình có vẻ cá tính là mình hơi mạnh mẽ. Dạ đúng rồi chị. Bây giờ em mong muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Em rất là ngưỡng mộ anh trai của em. Em mong muốn là người đó cũng sẽ được gần giống như anh em, khoảng chừng 80% cũng được rồi. Anh trai của em thì ảnh đẹp trai, có công việc ổn định, chuyên môn tốt, hiếu thảo, biết lễ phép với mọi người trong gia đình, biết cách cư xử. Trong cuộc sống cũng luôn có kế hoạch trước, điềm tĩnh. Đặc biệt là ảnh có gia đình rồi và ảnh luôn là phụ giúp vợ trong việc chăm con hàng ngày. Ví dụ như là phụ vợ thay tã cho con, rồi pha sữa cho con, đút con ăn cơm vân vân. Bên cạnh đó thì em và anh trai cũng giống như là hai người bạn thân, mặc dù là anh trai với em gái. Nhưng mà em chia sẻ với ảnh mọi chuyện của mình, từ vui buồn, từ công việc, rồi học hành, cuộc sống là em đều chia sẻ. Và ảnh cho em rất là nhiều cái lời khuyên tốt, cũng như là định hướng cho em là phải làm như thế nào trong cuộc sống. Nhưng thí dụ anh hỏi em cái gì cũng giống anh trai em được á, tất cả bây giờ cho con bú được nè, rồi giặt tã cho con nè, tắm rửa cho con được, nhưng mà cái đẹp trai đó không thể nào như anh trai của em được không? Dạ được anh, bởi vì em nói là chỉ cần khoảng 80% là được rồi anh. Thí dụ không được 50 rồi bây sao? Giờ bên đó cỡ được như phần trăm, tự nhận xét nãy giờ đó, những tiêu chí cô này đưa ra hình ảnh người anh trai vậy? Em nghĩ em cũng đáp ứng được 70%. Không gan vậy á, đủ ông trai ông là siêu mẫu rồi sao? Em ơi là quá chuẩn rồi. Em làm được gì nè? Dạ mấy cái mà chăm con thế này kia, mấy cái đó thì em nghĩ em làm được. Thiếu đẹp trai tí thôi anh. Thiếu đẹp trai chút thôi, bỏ qua. Thì em cũng mong muốn là cái người đàn ông sắp tới của em sẽ là một cái người chân thành, rồi đủ cái tin tưởng để cho em là một cái chỗ dựa vững chắc cho em trong cuộc sống. Đúng rồi. Còn bạn trai, yêu cầu mẫu người lý tưởng của bạn sao nè?
Dạ, như nãy bạn gái nói thì bạn gái vui tính là em rất là thích rồi ạ. Em thì người hơi trầm tính với lại hơi ít nói, thì em muốn bạn gái nói nhiều một tí ạ. Ngoại hình thì em thích người mập mập một xíu. Vậy thôi chị Tường ơi. Đơn giản vậy thôi hả? Dạ. Đến qua anh coi có mập mập chút không? Qua đây, qua đây. Dạ, em chào anh Nguyên Linh. Được, này cũng hay nè. Giống như có nhìn thấy nhau hay sao? Cũng tròn tròn, nói chung không mà tròn, dễ thương. Trong cuộc sống em thích cái gì nhất? Cái sự chia sẻ với nhau, có thể là nói được hết với nhau những cái điều mà có thể mình không nói được với ba mẹ mình. Em tâm sự với anh trai vậy đúng không? Dạ, dạ đúng. Rồi em không thích điều gì? Dạ, em không thích ở người đàn ông làm hút thuốc, rượu chè, gia trưởng, độc đoán, không có cái ý chí cầu tiến trong công việc và cuộc sống. Sao em? Dạ, thuốc thì em không hút, nhậu nhẹt thì cũng lâu lâu có tụ họp bạn bè này kia. Dạ, còn cầu tiến thì chắc chắn em có rồi. Có. Dạ. Trong cuộc sống em thích điều gì? Là em thì thích những cái niềm vui với gia đình, bữa cơm hay là đi chơi này kia với gia đình á. Người đàn ông của gia đình không thích điều gì ở phụ nữ? Hay lớn tiếng này em không thích. Cô này nói hơi lớn tiếng đó. Không, lớn tiếng vậy không sao. À, lớn tiếng tức là la lớn hay là nói hay, chuyện hay lớn tiếng? Hay nạt nộ này kia đó anh Linh. À, dạ. Chứ phụ nữ nói rộn rã nghe nó cũng dạ, hay vui, lắm á. Cái đấy vui. Cảm tình lắm á, vui dạ, á. Dạ. Làm sao hai bạn hiểu nhau mới điều quan trọng ha. Bây giờ nếu được thì bao lâu nữa em tiến tới hôn nhân được? Dạ, có thể là tìm hiểu 1 hoặc 2 năm nữa. Mình làm dâu được không? Dạ, em làm dâu được. Làm dâu được. Ví dụ về Trảng Bom ở được không? Dạ, nếu như mà ảnh có thể lo được cho em cuộc sống cũng như là công việc của em ở đó thì em có thể về. Ví dụ như lấy nhau thì mình sẽ sống ở đâu? Sống ở Trảng Bom luôn hay là mình có ý định gì lập nghiệp ở đâu không? Dạ, em nghĩ là mình sẽ lập nghiệp ở Trảng Bom luôn ạ. Mình đang ở với ba mẹ mình dạ, luôn đúng với không? Ba mẹ. Rồi, có vẻ hơi ốm nhỉ? Dạ. Mình khỏe không? Khỏe chị. Chơi thể thao gì không? Có chị, có bóng đá, bóng chuyền. Ốm nhưng mà khỏe đúng không? Dạ. Vấn đề bây giờ là thuyết phục được bạn gái sao để cô ấy chịu theo mình để xuống Trảng Bom. Cặp này được đấy, rất là dứt khoát, rất là rõ ràng. Em trai đi với ai em trai? Dạ, hôm nay em đi với mẹ, với lại hai cô, anh rể, với lại em họ nữa. Cả gia đình luôn hả? Ồ, đông quá hả? Dạ. Dạ, chào cô. Dạ, xin chào cô. Xin chào em Chi Quyền Linh và Cát Tường. Dạ. Bên cháu thì cũng được rồi đấy, bên bác... Bạc rung quá rồi. Cháu thì nói chung là cũng hối lâu rồi đấy. Thì nhờ chương trình, nhờ ông Mai bà mối xe cho hai cháu thì bác đấy cũng mừng. Dạ. Đây bổ sung cho em gái rồi. Rồi em gái giơ tay phát biểu rồi, đang muốn giơ dạ tay. Con xin chào MC Cát Tường và chú Quyền Linh ạ và toàn bộ khán giả. Dạ, em tên là Cương, là em gái út của anh Tùng ạ. Cho em được giải trình ra cái tiêu chuẩn của chị đó. Cái tiêu chuẩn ngoài đẹp trai đó thì em thấy mọi cái còn lại thì em thấy là 80-90% là anh em có thể. Em rất là đẹp trai, chị thấy đẹp. Về gia đình á chị, thì anh luôn luôn hướng về gia đình. Em muốn chia sẻ một câu chuyện là ngày đấy anh đi học ôn thi đại học ở trên Đại học Nông Lâm á, cái ngày đấy là 8 tháng 3, trời mưa nữa, mà hồi đấy là anh đi xe đạp chứ không có xe máy nữa. Anh chạy từ đạp xe đạp từ trường Nông Lâm về nhà để tặng hoa mùng 8 tháng 3 cho mẹ với em. Dạ, em rất là xúc động vì vậy. Anh em là một người cầu tiến, biết tự mình học hỏi chị. Anh em hiền. Em cũng hy vọng là chị cũng bù đắp lại cho anh em. Anh em thì hơi ít nói đó. Em cảm ơn chị. Em gái dễ thương quá. Hôm nay thì em đi với ai? Dạ, hôm nay thì em đi với ba mẹ và anh trai của em. Xin chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường. Xin chào cháu. Dạ, con chào hai bác. Chào quý vị khán giả ở trường quay. Tôi là ba của Ngọc Diễm. Thì nói thật với lại ông Mai bà mối chứ ở nhà thì rất là đơn chiếc. Chỉ có hai anh em thôi. Anh thì là đã có vợ và ở chung gia đình. Còn em gái thì hiện nay thì nó đang làm ở trong khu chế xuất Tân Thuận á. Công việc thì cũng ổn định. Đến với chương trình thì điều đầu tiên là muốn con gái mình có bến bờ hạnh phúc. Và điều thứ hai nữa là muốn con rể của mình yêu thương con gái của mình. Hai con sống chan hòa cho đến răng long đầu bạc. Còn ở thì ở đâu cũng được. Con gái tôi thì cũng có khả năng làm dâu. Mong là ông Mai bà mối xe duyên cho hai cháu được thành là chúng tôi rất là mừng. Cô này có anh trai bạn ấy đi không? Dạ có, đây. Mấy giờ nghe em gái khen quá trời đất luôn. Em rồi đó. Chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Em cũng thấy là bạn trai này tính cách trầm tính xíu. Bé Diễm thì sôi nổi, thì em nghĩ hai bạn tìm được cái mối quan tâm chung trong cuộc sống thì sẽ có tiếng nói. Rồi anh chỉ hỏi em một câu một thôi. Em thấy em để tương lai của em có đẹp trai không? Dạ, em thấy bạn này thì chắc là có nét về mình sẽ tút lại. Chàng trai bên đây, theo anh đánh giá, khách quan, rất là dễ thương. Và đặc biệt câu chuyện của em gái kể hồi nãy chứng tỏ rằng
Anh ấy sống rất tình cảm và chăm sóc người thân của mình. Rồi bây giờ sẽ để cho hai bạn trực tiếp gặp nhau để nhận xét. Cô gái đánh giá đẹp trai thế nào không biết nha. Chúng ta rồi, bắt đầu gặp gỡ. Mở rào. Bắt đầu. Anh cảm ơn quà tặng em. Em cảm ơn. Em cũng có một món quà nhỏ để tặng anh. Và trong đây có một cái bí mật nằm trong này. Để cuối chương trình thì anh hãy mở ra nha. Rồi chúng ta bắt đầu trò chuyện đi các bạn. Cảm nhận về nhau. Anh thấy em đẹp không? Cũng được em. Sao anh? Cũng đẹp. Cũng đẹp hả? Vậy là không đẹp rồi. Đâu anh nói thật nè. Em muốn hỏi anh là cái vấn đề hồi nãy á. Ví dụ như là nhà em ít người á, thì nhà em cũng có mong muốn là anh sẽ lập nghiệp ở thành phố, thì ý anh như thế nào? Thật sự là anh cũng rất là thương gia đình, nên là anh thật sự là rất muốn ở gần với cha với mẹ. Nhưng mà anh với em thì cũng không có xa lắm, thì mình cũng có thể qua lại này kia được. Nhưng mà anh thì vẫn, thật sự thì anh vẫn thích ở dưới Đồng Nai hơn. Vậy nếu như mà em theo anh về Đồng Nai á, thì em sẽ phải gác lại cái công việc và cuộc sống hiện tại của em ở đây. Thì em về đó thì anh sẽ lo cho em như thế nào về cuộc sống cũng như là công việc của em? Em làm bên thực phẩm đúng không? Về dưới đó thì cũng có những công ty thực phẩm em cũng có thể làm được mà. Thì năng lực của mình thế nào thôi, ở chỗ nào thì cũng sẽ có công việc cho mình làm thôi. Mình thương nhau thì chuyện đi lại giữa Sài Gòn với Đồng Nai thì nó cũng gần thôi, cũng không là vấn đề gì nữa. Anh ấy từng ở Sài Gòn rồi mà, em có thể nói cho cô gái biết tại sao em ở Sài Gòn 5 năm rồi mà em lại về thật quê của em? Là em muốn ở gần gia đình đó anh Linh. À là lúc trước là anh học ở đây à? Ừ, lúc trước là anh học ở Tô Đức Thắng ở quận 7 luôn. À, nhà em cũng ở quận 7 luôn. Nhà em ở khúc nào? À, nhà em ở gần chỗ Lotte. Anh cũng ở trọ ngay gần chỗ đó luôn. Dạ. Em thấy anh sao? À, em thấy anh cũng hiền, nói chuyện rất là chân thành. Ví dụ em là một người cũng hơi là nóng tính, rơi vào những cái trường hợp mà em nóng tính thì anh sẽ giải quyết như thế nào? Em nóng tính kiểu như thế nào chứ? Có những cái mà nóng tính khiến cho em hành động nó vội vàng á. Nhỡ lỡ như em nóng tính lên, em không cho anh giải thích chẳng hạn, thì anh sẽ làm như thế nào? Từ từ nào em nguội thì giải thích với em thôi. À, nếu như em không nguội thì sao? Ai nóng hoài được em thì cũng sẽ có lúc em sẽ nguội thôi. Anh muốn hát tặng em một bài. Muốn qua thêm một ngày để nhận thêm một nụ cười, muốn qua thêm một ngày để ngày mai lại thấy em. Bỗng dưng sao một ngày anh nhận ra đang yêu người, bỗng dưng sao một ngày anh nhận ra đang nhớ em. Thôi em xin hết. Thì em cũng có một cái câu này muốn hỏi anh. Em ví dụ thôi nha, cái người ngồi đây không phải là em mà là một cái cô gái khác. Trong cái quá trình trò chuyện á, thì anh rất là thích cô đó và anh ngủ trong lòng anh sẽ bấm nút chọn cô đó. Nhưng mà anh cảm giác á, là cô đó không có sẽ không bấm chọn anh, và đồng thời là cả hai bên gia đình đều có cái ý giống như là hai bạn cũng không có hợp nhau đâu. Vậy thì cuối cùng là anh có bấm nút chọn cô đó hay không? À, anh sẽ bấm theo lựa chọn của anh. Bởi vì thật sự là em hỏi câu này để em muốn xem là anh có phải là một người đàn ông bản lĩnh hay không. Bởi vì với em là người đàn ông là mình phải bản lĩnh và mình phải cầu tiến, thì đó là cái tiêu chí sẽ quyết định được cái thành công trong cuộc sống cũng như là trong công việc của anh. Em thì có một cái sở thích là em cũng thích rất là thích ăn kem, thì anh thấy là em có trẻ con không? Bình thường như thì già cũng có thể thích ăn kem được mà em. Vậy thì trước khi kết thúc thì em cũng muốn nói với anh như thế này. Cảm ơn bạn muốn hẹn hò đã mang anh ấy đến gần bên em. Anh ơi bấm nút lẹ đi rồi mình đi ăn kem. Tiền kem em trả miễn là mình vui. Rồi, chúng ta hỏi một điều chút xíu nữa rồi sẽ bấm nút. Cái điều này rất là quan trọng nha. Bởi chúng tôi muốn cho nó tròn vẹn câu chuyện luôn. Ở đây là yêu xa, em gái à. Bên đàn trai á, anh cảm nhận bây giờ thật sự á, đây là một người đàn ông gia đình, rất là kiên nhẫn. Và chính anh ấy là người biết kềm chế trước em. Vậy tính cách của anh ấy với em ngược nhau hết. Em rất là nóng, anh ấy rất là hiền, thậm chí kiên nhẫn. Em có thể nói tới sáng tới chiều, cũng không có nóng tính nữa. Đây là một người đàn ông mà có thể rất hợp với em. Nhưng vấn đề chỗ là anh ở xa quá. Yêu xa thế nào? Em có chấp nhận có khi cả tháng anh mới xuống một lần hay không? Dạ thật sự là em nếu mà đã yêu thì em nghĩ là cần cái sự chân thành và tin tưởng. Dạ, thì cái khoảng cách và cái thời gian có thể là mình sắp xếp được với nhau. Còn nếu như yêu gần mà mình không có tin tưởng nhau thì cũng vậy. Nếu bây giờ anh muốn về Đồng Nai em có thể làm dâu được không? Dạ em có thể làm dâu được. Và nếu ảnh lo cho em được cuộc sống và công việc thì em sẵn sàng làm dâu. Được không em? Dạ được ạ. Thế là được ha. Dạ. Rất là hiền ha. Hồi lúc anh nãy thích cậu này rồi đấy. Hồi nãy em có nói cái gì mà đến cuối thì bây giờ là cuối chưa?
Dạ, hay là phải có kết quả bấm nút có kết quả. À, có kết quả bấm nút cuối cùng. Kết quả xong rồi cổ nó mở trang nào nữa. Tại vì mỗi trang nó có ý nghĩa khác nhau. Theo tôi là như vậy. Em trai rất là chân thành đó, anh thấy là như vậy. Nếu được một người chồng thế này, anh xin chắc rằng là hạnh phúc sẽ đến ha. Anh chỉ hơi ít nói một chút thôi nhưng mà rất quyết đoán. Mình cũng chưa nói điều gì nhưng thấy từ em gái, từ gia đình thì anh thấy đây là những con người sống rất tình cảm. Rồi, thôi, quyền quyết định của mọi người nha. Đây là chuyện hệ trọng cả cuộc đời. Suy nghĩ thật kỹ và quyết định. Không rung động là không bấm. Và bấm thì phải chịu trách nhiệm với nút bấm của mình các bạn nha. Hiện nay ba mẹ và tất cả người thân đang quan tâm chúng ta. Đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Đọc đi em. Món quà nhỏ cho lần đầu gặp gỡ, bao tâm tình gửi trọn vào vần thơ. Hứa dù nhau đi qua những mùa nhớ, để tình mình đẹp cả trong giấc mơ. Đây là một cô gái cũng rất là cá tính đó. Cá tính. Sẵn đây có ba mẹ hai bên đó. Em trai muốn nói gì với ba mẹ cô gái? Dạ, con chào hai bác ạ. Dạ, nếu mà con với em đến được với nhau thì con sẽ cố gắng lo cho em ạ. Dạ. Em gái muốn nói gì với gia đình của bên bạn trai? Dạ, chào gia đình của bạn trai ạ. Dạ, thật sự thì con không ngại cái vấn đề làm dâu đâu bác. Và con nghĩ là trong cái quá trình con và anh còn cái quá trình tìm hiểu nhau nữa, chứ không phải là ngày hôm nay là quyết định tất cả. Dạ, nên con nghĩ là con và anh sẽ cho nhau cái cơ hội tìm hiểu nhau. Giờ thì bác lên đây con nhất trí bấm chuông này thì bác nói về bác là cùng chẳng phải làm dâu. Con thích thì con làm, mà không thích thì ở riêng. Đất đai thì có. Nói chung thì hai đứa ở đâu bác cùng không đặt thành, quan trọng ở đâu cùng được, hạnh phúc là được rồi. Cha mẹ nào cũng thương con cái, cũng muốn cho con cái mình được có một cuộc sống hạnh phúc nhất. Thôi hai đứa nắm tay nhau đi. Nắm tay nhau đi hai bạn. Xin ba mẹ không bạn gái. Dạ con xin thế hai bác cho con hôn Diễm ạ. Cái trường tới giờ là em 20 tuần. Tính em là đi làm là ngành trà tỏi xem đi suốt. Cố gắng sắp xếp chứ bận quá không ai lo cho bạn gái là cũng mệt à. Tóm lại là chỉ cần bạn đó chín chắn, có công việc ổn định, thương em, quan tâm em, hiểu em là đủ rồi. Mời bạn nữ bước ra sân khấu. Rồi mời em. Mời bạn nam. Ngồi đi em. Rồi hai bạn bắt đầu giới thiệu về mình. Mời bạn nữ, em tên gì? Em chào chị Cát Tường, em chào anh Quỳnh Linh. Chào, chào anh hàng xóm kế bên. Và toàn thể quý vị khán giả. Người ta có câu là trúc xinh trúc mọc đầu đình. Em xinh em đứng vũng xinh vẫn xinh. Em xin tự giới thiệu, em tên là Trúc Ly. Và em đến từ thành phố biển Vũng Tàu ạ. Em 25 tuổi, em đang sinh sống và công tác thành phố Hồ Chí Minh ạ. Em làm công việc gì? Dạ em làm nhân viên hành chính và lễ tân ạ. Rồi em trai. Em kính chào anh Quỳnh Linh và chị Cát Tường. Chào các quý vị khán giả cho trường quay. Chào bạn nữ bên kia. Em tự giới thiệu, em tên là Trần Nguyên Gia Long, 30 tuổi. Trần Nguyên Gia Long, tên dữ ha, 30 tuổi. Quê ở đâu? Dạ quê em ở Phú Yên. Vào đây lâu chưa và đang làm công việc gì? Em vào đây là hơn 10 năm rồi. Và hiện tại em làm nhân viên phòng đào tạo tại công ty vận tải và nhà nghề Phương Nam. Đào tạo gì? Đào tạo về lái xe. Lái xe? Dạ vâng. À, đào tạo là lái xe, dạy lái xe. Dạ. Bình tĩnh, thoải mái lên nào. Anh như là hơi hồi hộp á. Nghe cà dứt vậy. Em căng thẳng lắm đúng không? Hít thở sâu vô bạn. Trời ơi, lái xe mà căng thẳng như này chắc. Lái xe em không căng thẳng, em tự tin lắm. Rồi sao ngồi đây tôi căng thẳng, coi như em lái xe đi, cứ ngồi em về hoài đi. Thôi giờ hát bài cho nó thoải mái nè ha. Vỗ tay khích lệ bạn trai đi. Rồi. Bây giờ em có chuẩn bị một cái khúc, một khúc bài Ánh Nắng của anh. Rồi, làm rồi luôn. Bắt đầu, mặt trời lên. Sẽ luôn được gần bên em, sẽ luôn là bàn tay ấm em, sẽ luôn là người yêu em, cùng em đi đến chân trời. Lắng nghe từng giọng tim anh, lắng nghe từng lời anh muốn nói. Vì em luôn. Luôn gì? Vì luôn gì? Tiếp luôn. Vì em luôn. Luôn gì? Đẹp nhất. Tiếp luôn. Vì em luôn đẹp nhất khi em cười, vì em luôn là ánh nắng trong tim anh không xa rời. Trời ơi, tội nghiệp quá. Trời ơi, sao khúc đầu giọng trầm ấm ngon lắm mà sao đoạn cuối giật giật luôn vậy?
ta rung cái luôn vì anh luôn 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 không biết làm cái gì luôn. Rồi bên đây gái, hát bài coi. Đáp lại tấm lòng của anh hàng xóm, em cũng xin trình bày ca khúc là Có Em Chờ. Từ lần đầu tiên ta đi bên nhau, em đã biết tim mình đánh rơi rồi. Từ lần đầu tiên môi hôn trao nhau, em đã biết không thể yêu thêm ai. Cách anh cười cong môi, cách anh lặng lẽ ngồi, ngồi nhìn bóng tôi lặng thầm thời gian trôi. Em thích nghe khúc này nè. Người đàn ông em yêu đôi khi có những phút giây yêu đuối không ngờ. Ngoài kia nếu có khó khăn quá về nhà anh nhé. Có em chưa? Có mùi mềm thơm thơm, có dư vị mỗi bữa cơm. Xuân hạ thu đông đều có em chờ. Wow. Ưu điểm khuyết điểm của em là gì? Bên kia đang còn rung, mình nói trước luôn đi. À, dạ về ưu điểm á thì thứ nhất là em rất là vui vẻ, hoạt bát, em có khả năng là tán dóc sinh địa. Rồi gì nữa? À, bên cạnh đó thì em có khả năng là chơi thể thao hoặc là ca hát. Em có thể làm đồ handmade. Làm đồ handmade? Dạ. Còn khuyết điểm? Thứ nhất á là em hay quên, não cá vàng. Nhưng mà những cái thứ mà đặc biệt quan trọng của em thì em sẽ ghi nhớ rất là lâu. Rồi nhớ tên bạn nam không? Gia Long. Vậy là ngon lành, không nãy giờ đâu có quên. Bạn đâu quan trọng. Quan trọng. Dạ. Rồi bạn trai hết rung chưa? Dạ hết rồi chị. Rồi ưu điểm khuyết điểm của mình là gì? Dạ ưu điểm của em là năng động, chăm chỉ làm việc, hồ đồng vui vẻ, có tính cầu tiến, ham hỏi. Về nhược điểm của em là nghe mọi người nhận xét của em là nói chuyện hơi vô duyên một tí. Đâu có vô duyên đâu, dễ thương mà. Và nhược điểm nữa là em giữ tiền còn hơi kém. Ô cái đó dễ, phụ nữ giữ tiền hay lắm em. À, đúng rồi, em học tài chính mà. Tiền cứ để em giữ đi không sao. Thấy chưa? Rồi bây giờ mình nói chút xíu về tình trường đi. Em mấy mối tình rồi em trai? Ra trường tới giờ là em 2 mối tình. 2 mối tình? Dạ, mối tình gần nhất ở đây là cách đây hơn 1 năm. Em quen mấy năm? Hơn 1 năm. Lý do sao chia tay? Tại vì do lúc đó là hai người chưa có hợp nhau. Tính em mà đi làm là ngành tà tỏi xem đi suốt. Cố gắng sắp xếp chứ bận quá không ai lo cho bạn gái là cũng mệt à. Dạ. Rồi bên đây em tình trường mình như thế nào? Trước đây thì đi học quá thì em lo học. Sau đó thì em ra trường em lo em đi làm. Nên là em quên yêu luôn. Quên yêu luôn là, dạ. Cho nên là giờ 25 cái xuân xanh rồi mà không có một mối tình bất ngang vai. Thời buổi này mà nghe chữ quên yêu ha, nghe là lạ. Ráng nhớ yêu nha em. Em muốn mong muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Thì về ngoại hình á thì nếu mà được thì bạn đó cao khoảng 1m7 trở lên. Em có ấn tượng tốt với những bạn mà tròn tròn một xíu. Tại những bạn đó nhìn thì có vẻ là tốt bụng, dễ thương và hài hước. Về tính cách á thì đàn ông đích thực như X-Men. À, luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu như Rodenso. Trời đất ơi, nhìn mà quảng cáo gì tùm lum vậy. À, và là một phần tất yếu cuộc sống như Lavi. Tóm lại là chỉ cần bạn đó chín chắn, có công việc ổn định, thương em, quan tâm em, hiểu em là đủ rồi. Có điều gì em không thích ở người bạn nam không? Có 3 điều ạ. Thứ nhất là gia trưởng, thứ hai là lẻo mép, thứ ba là keyboard. Bạn trai có dính cái nào trong 3 cái đó không? Dạ không có chị. Rồi, được. Mẫu người bạn gái của em muốn tìm là như thế nào? Mẫu người bạn gái của em là biết lễ phép, sống tình cảm. Tiếp theo là bạn gái phải biết nấu ăn. Biết nấu ăn? Dạ. Em gái biết nấu ăn không em gái? Dạ món nào em cũng nấu được nhưng mà cùng một công thức thôi. Rồi còn gì nữa em? Phải chung là chân thành. Chân thành? Chân thành mối quan hệ. Nó nghe nè, mình cao được 1m7 không? Dạ 1m65 chị. 1m65 được nghe em, bớt 5 thôi. Dạ cũng được chị. Cũng được. Thấp chút chút cũng được. Hơi miễn thì cưỡng. Em không đi giúp guốc, em đi giúp bạn. À, em thử hình dung bạn gái bên này là người như thế nào? Cao thấp, mập ốm? Chắc cao, cao, chắc cao hơn em luôn á. Nếu cao hơn em thì có sao không? Không sao, một phụ nữ cao là càng tốt. Nếu mà đám cưới xong là về là mình bạn gái có làm dâu không? Tính của em là thích đây đi đây đi đó, mà lập nghiệp thì chắc lập nghiệp tại thành phố. Còn mà làm dâu thì tùy thôi, chúng em không có quan trọng cái đó. Gia đình em cũng chưa quan trọng cái đó. Hay vẫn chưa được tự tin lắm, anh Linh bơm cho miếng máu đi chứ. Rung chưa tự thôi. Tin. Đây là bản lĩnh lắm á. Rồi bây giờ em muốn người con gái là chân thành ha, chiều cao là chắc cao hơn đó, thì coi cao cỡ nào. Hello. Em chào anh. Chà, cao mét mấy em? Dạ là mét 63 ạ. 63? Dạ. 65 được rồi. Bây giờ em ghét nhất gì cái tật xấu người đàn ông? Ghét bạn đó là cờ bạc. Cờ bạc có không? Dạ không chị. Không có. Gái gú. Gái gú có không? Dạ không. Không có luôn. Dạ có hút thuốc không anh? Không em. À vậy được rồi. Trai về đây tốt. Sao chuẩn quá vậy, cái gì cũng không hết trơn vậy. Trời ơi. Nè con trai không là gờ bạc rượu chè, không mê gái, không thích con gái, không yêu con gái. Thích gái thích gái thích gái. Thí dụ như là anh chịu rồi chừng nào em cho anh cưới? Dạ nếu mà chịu thì tìm hiểu nhau, nếu mà hợp thì có thể 1 năm nữa. 1 năm nữa ha. Dạ.
Được rồi. Hôm nay mình đi với ai nè? Mình hỏi thêm ý kiến người thân. Dạ hôm nay em đi với chị gái của em và các bạn trong hội FA lâu năm. Rồi, cho chị gặp chị gái của em nè. Rồi, chào em. Em chào anh Quỳnh Linh, chào chị Cát Tường, chào bạn Nam và tất cả các khán giả trong trường quay. Em xin tự giới thiệu, em là chị của bé Ly. Thì bé Ly là một người rất là hòa đồng, dễ mến, tính cách thì hoạt bát, nhưng mà thực ra thì cũng khá là nội tâm. Cho nên là thông qua chương trình này, em rất muốn là sẽ tìm được cho bé Ly một người có thể quan tâm, chăm sóc, thấu hiểu. Và nếu mà hơn nữa thì có thể tiến tới hôn nhân sớm thì cũng tốt, gia đình cũng rất là mong. Em thấy nãy giờ em rể tương lai của em thấy có hợp với tính cách của em gái không? Bạn nam bên này chắc là rung quá nên có vẻ là hơi nhút nhát một chút thôi. Nhưng mà khi mà quen rồi thì chắc là không thành vấn đề gì cả. Bạn nam thì ngoại hình khá ổn. Hôm nay gặp nhau là đã là có cái duyên rồi. Còn có cái nợ hay không thì tùy thuộc vào quyết định của hai bạn. Rồi, và em trai đi với ai? Lúc đầu em đăng ký là có đi với sếp em với bạn của em. Thì bây giờ sếp em đang đi công tác chưa về kịp. Nên là bạn thân em đi dùng với em. Chào bạn, mình nhận xét như thế em, nào? Em tên là Hoàng, là bạn... học từ thời ôn đại học với Lâm. Lâm đó là người bạn chất phác thật thà, nói chung là lúc nào cũng nhiệt tình với bạn bè. Thì em thấy là bạn nữ bên này thì rất là hoạt bát, vui vẻ, có kiến thức tài chính rồi biết nấu ăn nữa. Bổ sung cho nhau thì em thấy là rất là hoàn hảo, rất là hợp. Rồi, cảm ơn em. Hai bên chuẩn bị gặp mặt nha. Ha, bây giờ mình kéo rào. Hàng rào ra nha. Cho hai em gặp mặt. Mở rào. Cảm ơn anh. Em có món quà tặng anh luôn. Dạ, cảm ơn nha. Dạ. Anh mở ra xem. Em tặng anh chiếc đồng hồ. Thì đồng hồ thì mình có thể điều chỉnh được thời gian. Nếu mà mình có thể dành thời gian cho nhau thì mình có thể hẹn giờ. Hoặc là mỗi buổi sáng khi mà anh nó báo thức anh tỉnh dậy thì anh có thể là nhớ tới em. Hay quá. Rồi, chúng ta có 2 phút để trò chuyện. 2 phút bắt đầu. Ấn tượng đầu tiên của anh khi gặp em là gì? Tóc em dài, dễ thương, trắng. Em nhận thấy gì về anh? Thì em thấy anh nhìn rất là thật thà, chất phác. Nhìn cũng giống anh Quỳnh Linh. Nói nghe nè, thấy bạn nam không? Dạ thấy. Bạn nữ có gu thời trang rất ổn định, có thể tư vấn thời trang được cho người khác. Mang kiến vô nhìn cho rõ. Dạ, cảm ơn chị. Style bạn trai ăn mặc như vậy được không? Cần chỉnh sửa cái gì không? Em kính vô thì nhìn rõ hơn. Đó, nãy giờ tôi biết mà tôi đeo trong cái tôi muốn xỉu luôn là biết rồi, bên đó không thấy đường rồi. Bạn trai mặc như vậy thì cũng được rồi. Dạ, nói chung là lịch sự là được. Đơn giản thôi em. Gu của anh cũng giống vậy đó. Quần jean áo buôn đơn giản, quan trọng cái tâm hồn mình, cái cách đối xử, nhân xử thế của mình. Chứ không phải là ăn thua nhau hơn cái bộ đồ đâu. Đồ đẹp nhưng người không đẹp cũng như không. Dạ đúng rồi. Anh có sở thích là gì? Khi thời gian rảnh anh làm gì? Thích của anh là chơi thể thao. Em cũng thích chơi thể thao. Thể thao giống anh. Dạ. Luôn. Thích đi đây đi đó. Em cũng thích đi du lịch. Anh... Trời, giống nhau dữ vậy. Nếu mà quận 10 hoặc quận 7 thì một tuần thăm em mấy lần được? Nếu mà ngày đó anh nghỉ hay là tuần đó anh rảnh rồi chắc anh qua em suốt á. Vậy là nếu mà không rảnh là không qua. Thường tối là anh rảnh. Buổi tối chắc rảnh thời gian chắc ok nhất. Bây giờ nè, cho hai bạn đứng lên cho bạn gái bạn đo chiều cao một chút. Bạn coi thấy xứng không? Hai bạn nắm tay nhau một cái đi. Tự tin lên. Xoay vô nhìn nhau. Nói mỗi người một câu thôi. Nói cái gì mà mình đang nghĩ hiện tại đây nè, mình đang có rung động gì không? Mình nói với bạn gái. Hôm nay mình đứng chân trên này là có rất nhiều ý nghĩa. Nếu mà mình có cơ hội cho nhau thì mình cho tìm hiểu nhau. Và nếu mà hợp nhau mình đến được với nhau. Đấy, bấm nút. Cái khâu cuối cùng là có bấm nút hay không? Đặt tay vào nút bấm đi bạn. Ta có 3 tiếng đếm để quyết định. Các bạn phải bấm nút bằng cả con tim của mình nha. Chuẩn bị. 1 2 3. Hết thời gian. Xin mời. Em bấm mà nó không có ăn anh ơi. Em cũng bấm mà. Em cũng bấm mà. Thầy đã rung rồi mà em còn làm cú đó thầy rung quá. Bấm nhẹ quá đó. Bên đây bấm quyết liệt, bên đây bấm. Rồi nắm tay thấy sao? Ấm. Ấm. Dạ. Bây giờ hung luôn đi. Cho anh hung em.